Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Hữu Thỉnh. Hữu Thỉnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của đất nước. Thơ ca của ông luôn đi liền với những giai đoạn kháng chiến, để hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Hữu Thỉnh mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây. Tiểu sử và cuộc đời sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Thế Lữ. Những nhà thơ xuất sắc trong phong trào văn học cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyên Hồng. Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Hữu Thỉnh. Một Tiểu sử Hữu Thỉnh sinh ngày 15 tháng 2 năm 1942 tại Phú Vinh, Duy Phiên, Tam Đảo Tam Dương, Vĩnh Phúc. Sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống nho học nhưng ông đã trải qua tuổi thơ ấu không dễ dàng. Ở 6 năm với bác ruột, 10 tuổi phải đi phu, làm đủ mọi thứ lao dịch cho các đồn binh Pháp, vân tập, chợ vàng, thứa, thanh vân. Từ sau hòa bình lập lại, vào năm 1954, ông mới được đến trường. Năm 1963, ông tốt nghiệp phổ thông và nhập ngũ trở thành một người lính thuộc trung đoàn 202. Từ đây Hữu Thỉnh đã tham gia một số hoạt động như chăn bò, học lái xe tăng, làm cán bộ tiểu đội, dạy bổ túc văn hóa, viết báo và làm cán bộ tuyên huấn. Nhiều năm tham gia chiến đấu tại miền Bắc, đã trải qua hầu khắp các chiến trường máu lửa như đường 9. Sau 1975, Hữu Thỉnh học trường viết văn Nguyễn Du và là một trong số những học sinh khóa đầu tiên của trường. Từ 1982, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ cán bộ biên tập, trưởng ban thơ, phó tổng biên tập của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ 1990 đến nay, Hữu Thỉnh chuyển sang công tác tại Hội nhà văn Việt Nam, trở thành tổng biên tập tuần báo Văn nghệ, tham gia ban chấp hành Hội nhà văn các khóa 3, 4, 5, ủy viên ban thư ký khóa 3. Hữu Thỉnh đã lần lượt đảm nhiệm chức trách phó tổng thư ký thường trực Hội nhà văn Việt Nam nay là chức phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, tổng thư ký Hội nhà văn Việt Nam 3 lần. Đồng thời kiêm nhiệm ủy viên thường vụ Đảng ủy khối tư tưởng văn hóa Trung ương, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Hội nhà Văn Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội nhà Văn Việt Nam, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 10. Từ năm 2000, Hữu Thỉnh là Tổng thư ký Hội nhà Văn Việt Nam. Ngay sau giải thưởng thơ báo văn nghệ, Hữu Thỉnh được về dự một trại sáng tác tại Hà Nội và Hữu Thỉnh bắt đầu khởi thảo trường ca Đường tới thành phố, một tác phẩm quan trọng bậc nhất của đời thơ, cũng là một tác phẩm hay của nền thơ Việt Nam hiện đại. Mở đầu trường ca này là chương Ngọn lửa chiến trường, những câu thơ đầu Ông viết về các chiến binh xòe bàn tay lạnh cóng hơ trên đống lửa, sửa một chặng đường dài tất bật. 2. Phong cách sáng tác Hữu Thỉnh xuất thân từ phong trào văn nghệ quần chúng rồi trưởng thành và trở thành một nhà thơ. Ông bén duyên với sự nghiệp viết văn từ khá sớm, khi còn học lớp 8 ông đã soạn kịch và đi diễn kịch. Khi đi bộ đội Hữu Thỉnh làm đội trưởng đội tuyên văn kiêm tổng biên tập báo thuộc binh chúng tăng thiết giáp. Hữu Thỉnh là một người dày dặn kinh nghiệm, ông viết rất nhiều, ông hay viết về con người và cuộc sống của người dân nông thôn. Ngôn từ giàu tính tượng hình, thơ của ông tuy giản dị nhưng lại vô cùng tinh tế và không kém phần sâu sắc. Sang thu là một trong những bài thơ làm nên tên tuổi của Hữu Thỉnh. Có lẽ, khoảnh khắc giao mùa là thời khắc đẹp đẽ nhất, bởi lẽ nó gieo vào lòng người những rung động nhẹ nhàng. Sang thu là một bài thơ với những rung động man mác bâng khuâng của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời. Hình ảnh thơ đẹp, ngôn từ rất tinh tế cùng với giọng thơ nhẹ nhàng đã tạo nên một sang thu ý nghĩa. 3. Tác phẩm tiêu biểu âm vang chiến hào, đường tới thành phố, tiếng hát trong rừng, từ chiến hào đến thành phố, khi bé hoa ra đời, thư mùa đông, trường ca biển, thương lượng với thời gian, trăng tân trào, đường lửa mùa xuân, mưa xuân trên tháp pháo, lý do của hy vọng. 4. Vinh danh Giải A, cuộc thi thơ báo văn nghệ 1975 đến 1976 bài chuyến đỏ đêm giáp danh, trường ca sức bền của đất. Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1980 với trường ca đường tới thành phố. Giải thưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Trung ương Đoàn 1991. Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1995 với tập thơ Thư mùa đông. Giải xuất sắc Bộ Quốc phòng năm 1994 với Trường ca biển. Giải thưởng Văn học ASEAN 1999. Giải thưởng Nhà nước về văn học đợt Y 2001. Năm. Nhận định. Chúng tôi thấy trong những năm 80, 90 của thế kỷ 20, tâm hồn con người mộng ước tươi tốt về hạnh phúc con người đã vập vào nhiều trở lực thật lớn mỗi nghệ sĩ lớn mỗi nhà khoa học đều thấy kiếm sống là việc rất khó và giữ được phẩm hạnh còn khó hơn vậy mà hữu thỉnh vẫn là một thi sĩ thật giàu mơ mộng cũng như thời anh ở chiến trường bom đạn bời bời vẫn cứ mơ mộng ví dụ ngồi trong xe tăng nóng nung như trong một quả bom hơi cũng mơ mộng được năm anh em trong chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một cội khi sát kề cái chết xúc cảm rất to lớn vẫn nhuốm mơ mộng trời ơi nếu kẻ thù chiếm được chỉ một gốc sim thôi dù chỉ gốc sim cần tổ quốc sẽ ra sao tổ quốc thơ ơi hãy ghi lấy gốc sim trường ca đường tới thành phố